9 điểm. Hai bạn thí sinh đều có số điểm bằng nhau. Đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên xảy ra, hai bạn đều nguy hiểm. Bây giờ sẽ xin một cái nền nhạc, mỗi người biểu diễn riêng một cái phần của mình, cùng trên nền nhạc đó biểu diễn như thế nào tự do thì. Như vậy người phải ra về sau buổi tối ngày hôm nay đó chính là Quang Dẫn Mắt. Hiện tại thì Ken đã có mặt tại Get Fit Gym and Yoga. Tại đây thì các bạn thí sinh đang tập luyện để đốt cháy lực lượng bổ thừa trong cơ thể. Và các bạn cũng đã thấy đây là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất trong quá trình luyện tập. Và hãy cùng xem các bạn thí sinh đang tập luyện như thế nào nhé. Siết mỡ lại làm sao để cái lượng mỡ nó mất đi nhiều và để nó tạo lên săn khắc hơn á, nó sẽ đẹp hơn, khi khỏe hơn, giảm được cân thì cũng vui. Đốt cháy được là color không? Theo như bạn nghĩ thì bạn cảm thấy phương pháp nào là giảm cân hiệu quả nhất? Theo mình thì phương pháp giảm cân hiệu quả nhất là thứ nhất là phải ăn uống điều độ và phải kiêng các đồ ăn mà nó chứa quá nhiều calo như dầu mỡ trên rán đó. Và thứ hai là mình phải luôn luôn tập gym và hoạt động thể thao thì cái lượng mỡ mình đốt thì nó mới có tác dụng. Nếu mà bạn chỉ có giảm cân theo cách nhịn ăn thì về sau thì cái lượng da của bạn sẽ bị cái da của bạn sẽ bị nhão, bởi vì không tập thì không căng mà nó rất là xấu. Nên mình nghĩ là hai cái đó là hai điều quan trọng nhất, ăn uống điều độ và tập thể thao. Mình vẫn ăn uống mình ăn uống phần những cái phần ăn của mình hợp lý hơn, mình ăn uống bình thường nhưng mà cái lượng tập của mình phải gấp đôi. Cái đó là cách mình giảm cân hiệu quả nhất. Còn nếu mà mình nhịn ăn thì mình tập, khi mình tập thật sự, mình tập những bài tập nặng thật sự, có thể là mình sẽ kiệt sức của mình tại vì không có đủ cái lượng đường cho cơ thể và lượng năng lượng để mình hoạt động. Em thấy là 40% tập và 60% ăn chế độ của bác sĩ. Cang cũng đang thử chạy bộ cùng với tất cả thí sinh để hiểu rõ hơn về cảm giác mệt mỏi của các bạn như thế nào. Bấm cho nó chạy nhanh hơn nữa. Bấm lên nữa. Càng nhanh nó mới càng giảm cân được. Ôi trời đó. Những giọt mồ hôi của các bạn đã bắt đầu từ từ rơi xuống.
bao giờ nghe nhạc rock hay nghe nhạc rock không? Thực sự thì mình rất thích nghe nhạc rock, tại vì mà khi mà những cảm xúc mình cần những cái gì đó nó khuất hay là gai góc thì mình hay nghe nhạc rock lắm. Đặc biệt là những cái rock mà nó hơi nặng đô chút xíu. Sao là mình chưa nghe nhạc rock bao giờ? Tức là cũng có nghe ở trên TV ấy, kiểu bất chợt TV nó bật lên thì cũng có biết là đấy cái kiểu gào gào rú rú là nhạc rock. Thì rock thì như có những cái mà ví dụ như thỉnh thoảng thì như có bài hát Việt Nam rồi nó cũng là cái nhạc rock, cũng có bài bạn nghe được bài không, nhưng mà khi mà nói tới rock thì điều mình phải liên tưởng liền đến vấn đề đó là sự cuồng nhiệt máu lửa và nó có gọi là điên điên một tí. Trước kia thì thi thoảng mình có nghe như là hay nghe của Bức Tường và mấy bản nhạc mà nó remix lại thành nhạc rock. Vậy khi mà biết tin là tuần này mình sẽ là với chủ đề là rock and roll thì bạn có cảm thấy là hồi hộp hay là lo sợ về cái phần thi của mình không được tốt hay không? Lúc đầu mình nghe chủ đề rock and roll thì mình khá là sợ, tại vì rock and roll nó kiểu cháy, rất là cháy, bùng cháy, nó rất là bùng cháy, mà kiểu mình quen nhảy dance floor, nó có những cái rất là uyển chuyển ấy, xong rồi sang đây nó lại rất là mạnh mẽ, nhịp nó phải chắc. Đấy, thì mình thấy hơi sợ sợ chứ. Thì lúc đầu mà khi nghe chủ đề rock and roll thì mình nghĩ chà từ này chắc cũng ngon, bận đồ xin rồi gai góc người kia quấn băng đầu rồi kiểu lắc rồi xong khi mà nghe được cái ý tưởng lại cái thử thách đạo cụ của mình xong thì mình hơi bất ngờ. Tại thử thách đạo cụ từ này của Kiệt là cái phao, cho nên thấy cũng chết cha rồi, xu hướng gì đây. Chủ đề rock and roll thì lo lắng thì đã nói rồi, rất là lo bởi vì mình chưa giờ mình nổi loạn hay là điên cuồng hay là như gì cả. Nhưng mà về phần diễn thì mình có một quan niệm thì cứ lên đi, mình cháy hết mình đi. Rock này thì mình cũng khá là lo lắng bởi vì mình không phải là người thực sự đam mê nhạc rock, mình chỉ thi thoảng có nghe gọi là cho vui. Thực sự thì với cả nền nhạc rock nó rất là máu lửa và cần rất nhiều năng lượng. Thì với những cái người béo thì khi mà phải nhảy hết sức và hết sức và phải bung hết mình ra thì rất là mệt. Cảm giác như kiểu sao hết năng lượng rồi. Thế cái khó nhất mà tất cả các thí sinh không chỉ ở riêng mình thì phải cố gắng luyện tập làm sao để có thể có sức lực để có thể nhảy hết bài. Mà tuần này thì bọn mình đã phải nhảy lên là 2 phút rồi, thì cần đòi hỏi cái năng lượng rất là nhiều. Và nếu mà không có thể có năng lượng tốt và sức lực tốt thì rất là khó có thể diễn tốt và hoàn thành bài cho khán giả và như ban giám khảo xem. Với chủ đề rock and roll tuần này thì mình sẽ thể hiện một cái bài nhảy nhảy rock là nó rất là gai góc luôn. Nhưng mà thật sự thì có một xu hướng khác của rock nữa là rất là dễ thương. Sẽ liên quan tới bãi biển, biển rồi cứu hộ này kia rất là vui. Rồi nghe lãng mạn cái gì. Cái bài rock tuần này của mình ấy, thì nó cũng có cái sự mạnh mẽ nhưng nó giằng xé ở trong nội tâm nhiều hơn. Thì nó sẽ là cái bài, nó là một cái sự vở opera rất là nổi tiếng tên là The Phantom of the Opera. Cái bài này cái có nghe rồi, rất là hay. Đó, thì nó như kiểu cái bóng ma, mình sẽ là cái bóng ma và mình sẽ diễn tả cái cảm xúc của cái bóng ma đó. Nó như kiểu là nửa người, nửa ma, nó rất là giằng xé, rất là rock. Nhưng mà nó lại không phải là một cái rock mạnh mẽ, nó là rock nội tâm. Nếu mà nói nhân vật thì thật sự đây là một nhân vật đột phá, là phải thay đổi về hình tượng của bản thân của mình. Đâm ra là cũng gặp nhiều rất là khó khăn. Nhưng mà riêng tuần này thì mình phải là nổi loạn và điên cuồng và máu lửa trong cái bài nhảy của mình. Nó rất là hung và rất là sung, nó rất là khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Nên là mình với chị Lịch đã được anh John Huy, đã được ban giám khảo đưa cho một cái dụng cụ, đó là một cây kiếm. Và bọn mình đã sử dụng nền nhạc We Will Rock You để diễn tả được cái sức mạnh của hai chiến binh La Mã khi gặp nhau trên đấu trường và chiến đấu hết sức mình. Và mình nghĩ là đây là một cái mục khá là sung và khá là cho khán giả rất là bùng lửa, bùng cháy. Rock and roll thật sự là một chủ đề khó đối với các bạn thí sinh. Nó đòi hỏi các bạn phải có nhiều năng lượng để có thể bùng cháy trên sân khấu. Và có hai phương pháp tốt nhất để giúp các bạn, đó chính là chế độ giảm cân và quá trình tập luyện. Hãy cùng Cang đón xem tập tiếp theo của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam vào lúc 21:15 mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.